Do nhu cầu công việc, công ty Mercer cần tuyển giám sát kinh doanh, ngành hàng P&G, hai mô tả công việc. Thời gian làm việc bên ngoài thị trường chiếm 70% quỹ thời gian. Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong khu vực chỉ định bằng cách phân phối, bao phủ, trưng bày, theo dõi, cập nhật mục tiêu bán hàng hàng ngày của nhân viên bán hàng. Qua đó có hành động cụ thể để đạt mục tiêu của tuần, tháng. Huấn luyện nhân viên lưu trữ chứng từ, báo cáo, cách thức đặt hàng. Xây dựng lịch viếng thăm khách hàng cho nhân viên bán hàng. Quản lý và lập kế hoạch bao phủ cửa hiệu mới. Cung cấp thường xuyên các dự báo bán hàng của khu vực, trong tháng tính trên cơ sở đơn vị tồn kho, khu phù hợp với mục tiêu dịch vụ khách hàng, tránh tình trạng thiếu hoặc dư hàng. Nhận xét tính hiệu quả của các chương trình khuyến mãi. Kiểm tra hoạt động đối thủ cạnh tranh và phản hồi kịp thời với công ty. Những nhiệm vụ khác được giao thêm từ cấp quản lý. Có thể sắp xếp di chuyển và làm việc tại các chi nhánh thuộc các văn phòng tại miền Nam, khu công nghiệp Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi, Bình Dương, Cần Thơ, Bạc Liêu. Yêu cầu công việc: tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có kinh nghiệm bán các sản phẩm ngành hàng FMCG tới thị trường. Sử dụng thành thạo Millijay Office. Khả năng xây dựng mối quan hệ. Ưu tiên ứng viên. Ít nhảy việc. Công ty có chi nhánh từ Bình Thuận đến Cà Mau, hiện đang tuyển tại khu công nghiệp Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi, Bình Dương, Cần Thơ, Bạc Liêu. Liên hệ để nắm rõ từng văn phòng cụ thể. Quyền lợi: thử việc 2 tháng. Thời gian làm việc, giờ hành chính. Cơ hội huấn luyện: từ P&G 1 từ Mercer Group. Về tất cả kỹ năng phục vụ tốt nhất cho công việc. Ngày nghỉ: giờ hành chính. Nghỉ 1.5 ngày trên tuần và các ngày lễ Tết. Phúc lợi: lương tháng 13. Phụ cấp khác, tăng lương thường niên. Mời ứng viên nộp hồ sơ online vào đường link ở phần mô tả video. Bộ phận nhân sự sẽ gọi lại ngay sau khi nhận được hồ sơ. Xin cảm ơn.